Rồi, các bạn có nghe rõ không? Mặc dù cách ly xã hội đã được tháo ra, nhưng mà với tạm thời thì hy vọng là nó sẽ cũng yên ổn như thế này để câu lạc bộ có thể kinh doanh, các bạn có thể chơi bida và tập luyện bida. Chứ ở nhà coi hoài mà không luyện tập thì chắc cũng không có hiểu gì nhiều. Thì câu lạc bộ hoạt động trở lại nên nó sẽ có những cái âm thanh mà chèn vô, thì các bạn nên phân biệt một chút. Rồi, ok, coi như là khởi động như vậy là đủ nóng rồi đó các bạn. Rồi, thì như các bạn thấy ở trên hình thì mình cũng có ghi chú thích cho các bạn cái màu vàng là điểm chạm nha các bạn. Màu vàng là điểm chạm. Đó, màu vàng là điểm chạm thì nó có những con số trên hình đó là 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 nha các bạn. Đó là điểm chạm. Rồi, rồi góc vị chủ thì hình như nó hơi xa một chút xíu các bạn. Đây ở dậu vẫn là 50. Nếu mà các bạn nào mà có xem bộ 50 thì mình ghi nhớ, còn mình sẽ nhắc lại chút xíu ở đây 50 nha các bạn. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15. Đây là những con số màu đỏ, là những con số góc vị chủ nha các bạn. Góc vị chủ. Rồi, còn con số màu xanh, những con số màu xanh đó là điểm trúng nha các bạn. Ví dụ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Rồi, đó. Rồi, cũng khá nhiều bạn yêu cầu cái bao con này. Thì hôm nay mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian để hỗ trợ các bạn. Hôm nay sẽ bao con của bộ 50 nha các bạn. Thì lần trước là mình có nói là bao con có những cái góc sẽ sử dụng 2 phê và có những cái góc sẽ sử dụng nhiều phê hơn. Thì với bộ 50 thì chúng ta sẽ từ 2 phê trở lên nha các bạn. Từ 2 phê trở lên thì mình có chú thích trên hình về phía bên trái. Tức là khi mà chúng ta sử dụng 2 phê thì nó sẽ không sai số. Tức là rồi mình nhắc lại một cái này nó cũng tựa như là bông con vậy các bạn, tựa như là chạm trái. Ví dụ một trường hợp điểm trúng đây là coi như là 15 nha các bạn. 15 điểm trúng là 15 thì mình để cho nó chẳng đi cho nó dễ ha. Rồi góc vị chủ thì ở đây là 50, 45, 40, 35, 30 thì 30 trừ cho 15, 30 trừ cho 15 là còn 15 nha các bạn. Thì chúng ta sẽ chọn một cặp, cũng giống như những lần trước, chúng ta sẽ chọn một cặp tia phù hợp với con số 15 đó. Ví dụ đây là mình điều chỉnh, ví dụ 30 trừ cho 15 là còn 15. Rồi các bạn sẽ đến vào 15 2 phê nha các bạn. Rồi up phê trên hình các bạn có thấy hình như cái vẽ nó hơi lố chút xíu, nhưng mà cũng không sao, thì các bạn có thể tập luyện để với cái hai phê mà phù hợp với cái hình nha các bạn. Rồi hai phê không sai nha các bạn. Rồi đó. Rồi một trường hợp nữa, ví dụ mình cũng cố tình mình để cho nó bự, để cho cái sắc xuất trúng nó cao hơn nha các bạn. Rồi cũng giống như vậy, điểm trúng đây là 20. Các bạn nhớ là tia nha các bạn. Rồi điểm trúng 20,
Rồi mình để đại đi, chúng ta sẽ tìm một cặp tia gần số 30 đó. Ví dụ như trường hợp có thể tìm nhanh tương đối, ví dụ ở đây là 20 thì chúng ta trước mắt là ta lấy cặp tia chuẩn, ví dụ 35 15 35 15 thì chúng ta sẽ lấy một cái cặp tia song song với nó. Song song nó, chúng ta chỉ cần song song nó vào thôi đó, đây đó. Thì nó cũng sẽ có một cái giá trị tương đối là gần chính xác, gần thôi nha các bạn đó. Cái đó là cái cách để tìm cho nó nhanh đó. Rồi à, ví dụ như trường hợp này là nó tầm 37 17 nha các bạn, 36 16 đó, đó là một cái cặp tia phù hợp với cái góc bì này. Rồi cái đó là với chỉ hai phê thì khi các bạn muốn sử dụng nhiều phê hơn, ví dụ như trường hợp là hết phê đi ha, hết phê nó có giá trị không đánh vô hết dầu, nó giá trị là tăng 7, tức là bạn trừ vô cái điểm trúng này luôn. Ví dụ trường hợp này nó khoảng 18 trúng, 18 mà tăng 7 rồi nó, khi chúng ta sử dụng hết phê nó có giá trị của hết phê khi là khi chúng ta sử dụng đó là nó sẽ tăng lên 7. Thay vì ví dụ tăng 7 là sao, nếu chúng ta đánh sử dụng 2 phê, khi chúng ta đánh về 10 đi, chúng ta chọn một cặp tia về 10, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng hết phê thì nó sẽ tăng lên là 17. Đó là một cái sai số của nó, là một cái sai 7, là sai 7 tăng lên là giá trị là tăng đó. Nó tăng từ 10, thay vì chúng ta đánh 2 phê về 10 và chúng ta đánh hết phê về 7, nó có khoảng cách tăng đó là 7 nha các bạn. Đó thì cái đó là lấy một cái giá trị đó làm chuẩn. Thì với kinh nghiệm của mình thì mình cũng thấy cái giá trị đó cũng tương đối là ổn định. Rồi với góc bi này, ví dụ trường hợp này 18 trúng nha các bạn. 18 trúng khi chúng ta sử dụng hết phê nó đã tăng 7 rồi, thì chúng ta trừ lại đi. 18 trừ cho 7 là còn là 11, thì chúng ta sẽ chọn một cặp tia phù hợp gan số 11 thôi đó. Đó ví dụ như thế này, đây 18 rồi đó, ví dụ như trường hợp này 18 trừ cho 7 là còn 11 đó. Rồi ok, trường hợp này giống như 30 khoảng 33 mà để giờ 11 là chúng ta sẽ đánh vô 22. 22 nha các bạn. Rồi. Rồi 22 hết phê. Rồi. 22 là ở đâu? Đây, 10 nè. 20. 30 đây. Thì rồi 22 là ở đây nha các bạn. Rồi các bạn nên nhớ là hết phê nha các bạn. Ok đó, thì cái giá trị này nó sẽ áp dụng cho khi các bạn đánh bao con, nên các bạn chú ý giùm mình đó. Cái đó là vừa rồi là mình chỉ hỗ trợ các bạn múa bao con, còn bây giờ là cái khâu chạm trái nha các bạn đó. Thì hôm nay mình sẽ hỗ trợ các bạn chạm trái của bộ 50 với 2 phê trở lên. Có câu bộ hoạt động có một số cái âm thanh nó lạ, các bạn nên phân biệt nha. Rồi ví dụ như trường hợp này đi, nè mình nói ví dụ trường hợp này điểm trúng đây là 10 10 nha các bạn, điểm trúng là 10. Rồi chúng ta sẽ sử dụng 2 phê không sai, chúng ta sẽ chọn một cái cặp tia phù hợp gan số 10 đó. Gan số 10 đó ví dụ đó, ví dụ như trường hợp này, tại vì mình đặt vào là nó đã ngay rồi. Ví dụ 25 15 thì các bạn nhớ đây. Khi các bạn đánh cái hướng này thì ở đây là 50. Đây là 50, 45, 40, 35, 30, 25. Đó, 25 nha các bạn. Đó, các bạn đừng có nhầm lẫn giữa góc vị chủ và điểm trúng. Rồi, bây giờ đó chúng ta đã chọn được một cái cặp tia phù hợp, đó là 20 25 15 để ra cái điểm mình yêu cầu đó là 10.
thì hai phôi không sai chúng ta sẽ chạm vào 15 nha các bạn, chạm vào 15 đây. Đó, mình chạm hơi thiếu một chút xíu nhưng mà nó cũng cho phép là để ghi điểm với cái hành vi này. Đó là cái trường hợp mình để cái bi này nó nằm gần đây, chứ nếu mà nó nằm ra xa đây là chắc chắn nó là mình đã trật cái bi này nhau à. À, tại gần nên nó cho phép rồi. À, rồi ví dụ mình một trường hợp nữa, rồi chúng ta sử dụng hết phê này. Đó, vừa rồi là cái trường hợp sử dụng hai phê không sai, bây giờ hết phê. À, ví dụ như vậy đi. Rồi, mình để cho cái điểm trúng nó là 17. 17. Điểm trúng là 17. Đây nha các bạn, 17 mà khi chúng ta sử dụng hết phê là chúng ta trừ đi 7 là chúng ta còn 10. 10 thì việc của chúng ta bây giờ là chúng ta chọn một cặp tia ra con số 10 đó. Đó, ví dụ như trường hợp này. Đây. À, đó thì để các bạn sử dụng được cái sai số đó với cái góc bi này đó, các bạn phải đánh cho nó ngọt nha các bạn. Thả vào là không được, thả vào là nó không có ra cái đủ cái sai số 7, tại vì cái với cái sai số 7 đó là chúng ta sẽ đánh một cú đánh ngọt nha, ngọt nó mới ra được cái sai số 7 đó, chứ không phải là đánh một cái cứ thả nhẹ vô nha các bạn. Thì giống như mình tìm cặp tia đó nó quen rồi đó. Rồi 27 17 nha các bạn. Rồi chúng ta chạm vào đây nha các bạn. Thừa rồi đó. À, mình chạm lố. À, rồi lại nha các bạn. Thôi mình để cho nó chẳng đi, ví dụ như trường hợp này. À, đó, trường hợp này ví dụ vẫn điểm trúng vẫn là 17, hát phê trừ đi 7 là còn 10. Rồi chúng ta sẽ chọn mỗi cặp tia ra số 10 đó. Rồi ví dụ trường hợp này đó, 30 20 hay là 30 20 nha các bạn. Rồi ok, rồi hát phê nha các bạn. À, liếm ok. À, các bạn nhớ khi mà chúng ta chọn cái sai số 7 thì chúng ta phải đánh một cú đánh ngọt thì nó mới ra được sai số đó, còn không á, là nó sẽ ra với sai số nhỏ hơn. Ví dụ như một trường hợp này là 15 nha các bạn, ví dụ như điểm trúng là 15 thì khi chúng ta đánh nhẹ thì cái sai số đó nó không đạt được cái giá trị đó là 7 mà nó chỉ ra khoảng 5 thôi. Rồi thả vô nó sẽ ra giá trị là 5 thôi. Rồi ví dụ như trường hợp này 15 trúng trừ đi 5 là còn 10 trúng, thì chúng ta vẫn chọn một cặp tia gần số 10. Ví dụ mình để rồi lên đây đi. Đó, để lên đây đi. Rồi đó, chọn một cặp tia gần số 10 đó. Rồi đó, đây là một cái cặp tia phù hợp với nó, tại cái điểm chúng ta yêu cầu là 10 và cái điểm chúng ta yêu cầu là 15, nhưng mà khi chúng ta sử dụng hết phê mà chúng ta thả vô thì giá trị nó không tăng được 7 mà nó chỉ tăng 5 thôi, thì chúng ta sẽ trừ vào cái điểm này là nó còn là 10 nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ chọn một cặp tia gan số 10 đó. Gan số 10 đó thì với hiện tại thì khi mình đặt vào nó đã phù hợp, do mình tính toán nó với nó quá nhiều nha các bạn. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ đánh cái giò gà vào cái điểm 25 này. Và chúng ta thực hiện một cái thả thôi. Tại vì chúng ta đã giảm cái sai số của nó xuống là 5 rồi, cho nên chúng ta không cần thiết phải đánh ngọt nữa. Rồi ok, rồi thả vô các bạn. Đó, như các bạn thấy khi mà chúng ta thả vô thì cái sai số nó khác, thì cái đó là cái khó của bộ đồng mơ. Tức là cái giá trị phê nó phụ thuộc vào cái điểm mà chúng ta cần phải phụ thuộc vào cái điểm chúng ta cần phải đánh và lực nó thay đổi nữa. Rồi một trường hợp nữa, ví dụ như hiện tại. Rồi điểm trúng ở đây nha các bạn, điểm trúng ở đây là nó tầm 24 25 gì đó 24 25 gì đó
Ví dụ 24 nó cũng trúng mà 25 nó cũng trúng. Rồi, bây giờ chúng ta chọn 24 đi. Rồi, bây giờ hai phê không sai, chúng ta sẽ chọn một cặp tia ra số 24 đó. Đó. Chúng ta sẽ chọn một cặp tia ra số 24 đó. Rồi, bây giờ ghe lại. Ví dụ như ở đây 50, 45, 40, 35. Rồi, ví dụ 35 mà trừ cho 11. Đó, 35 trừ cho 11 là ra 24. Ví dụ như mình, tại vì mình tính toán quá nhanh, do mình tập luyện quá nhiều nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, chúng ta chạm vào đây nha các bạn. Rồi, 2FP không sai. Đó. Rồi. Rồi, ví dụ như trường hợp đó, như cái trường hợp vừa rồi. Đó. Khi mà như trường hợp vừa rồi, khi mà mình muốn chạm vào cái điểm 11 đó với 2FP thì nó khá là nặng, khá là đánh, một cú đánh lớn lực. Thì bây giờ mình sẽ chọn phương án là nhiều FP hơn để mà thay đổi nó, tức là mình thay vì mình vô gà thả được, thả vô gà vô được, tức là để mình chọn cái điểm chạm nó dễ hơn, thả vô được rồi nha các bạn. Rồi bây giờ với thả vô thì hết FP nó có sai số là 5 thôi. Đó, ví dụ như trường hợp này 24 trừ cho 5 là còn 19 nha các bạn. Thì chúng ta sẽ tìm một cái cặp tia phù hợp ra con số 19 đó. Đó, ví dụ như trường hợp này. Đó. Đây, mình tìm khá nhanh nha các bạn. Ví dụ như khoảng 30 19. Rồi, 33 14. Đây, 33 14 nha các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ thả cái vô gà vô 14 thay vì hồi nãy là chúng ta chạm vào 11 là chúng ta phải đánh cái lực nhiều hơn. Chúng ta phải đánh cái lực nhiều hơn thì bây giờ chúng ta chọn phê nhiều hơn để cái điểm chạm chúng ta lớn hơn. Dễ hơn nha các bạn. Rồi, cái này mình có thể thả được nha. Rồi. Rồi, đó. Vậy thôi. Đó là cái trường hợp mà sử dụng nhiễm phê hơn. Rồi ví dụ như cái đó là ba con con đánh ngược, còn ba con con tới, ví dụ như vậy. Đó, cái này gọi là ba con con hay là gọi là cái gì cũng được, nhưng mà nó cũng chung vô cái chậu đó. Một trường hợp để xem đó. Rồi, ví dụ như thế này đi. Tại vì nó có cái nguy hiểm trong đó là nó còn bị chút xíu đá nữa, nên mình sửa cái hình lại cho nó không đá. Rồi, ví dụ như trường hợp này. Đó, đây, điểm trúng đây. Đây là nó tầm 13, 14 gì đó. 14 đi. 14 nha các bạn. 14 thì chúng ta sử dụng 2 phê không sai thì chúng ta sẽ chọn ra một cái cặp tia gan số 14 đó. Ok, ví dụ như trường hợp này nó chưa đúng nè các bạn. Ví dụ như vậy là một cặp tia sai, 30 mà trừ cho 9 là 21 là chưa đúng nha các bạn. 25 18 là nó ra 7 cũng chưa đúng, thì chúng ta sẽ tìm một cặp tia cho nó phù hợp đó là ra số 14. Rồi, ví dụ như có một cái trường hợp đặc biệt đó là ví dụ như vậy là để dễ nè. Ví dụ như chúng ta tìm một cặp tia, ví dụ 25 trừ cho 11 là ra 14. Rồi chúng ta lấy cái tia song song. Lấy cái tia song song. Đó, lấy cái tia song song nha các bạn. Đây, ok. Đó. Thì nó cũng sẽ có giá trị tương đối. Đó, lấy một cái tia song song vào. Ha. Đó. Rồi, bây giờ trường hợp này là 27, 13 nha các bạn. 27, 13 là sẽ ra 14. Đó. Rồi, mình thực hiện nha. Để cái bi này nó hơi tròn tròn rồi các bạn. Nhưng mà không sao. Đó, ví dụ nó tăng hơn 14 chút xíu nhưng mà cũng cho phép nha các bạn. Rồi, ví dụ như rồi, đây. Một trường hợp này. Đó. Một trường hợp này cũng là một cái dạng bao con hay bao con trai gì đó, nhưng mà nó cũng liên quan tới cái chỗ đó nha các bạn.
Rồi thôi mình để như vậy cho nó chẳng đi. Đó, mình để như vậy đi. Rồi trường hợp này khi mà chúng ta đánh không hết dầu thì giá trị hết ốp phê là tăng 7 nha các bạn. Thì ví dụ như trường hợp này, điểm trúng ở đây hiện tại là 33 đi, 33 này, chiếu tia cho các bạn, 33 trừ cái 7 là còn 26. Còn 26 thì chúng ta sẽ chọn một cặp tia gan số 26 đó. 26 đó thì ví dụ trường hợp này, ví dụ chúng ta để một cặp tia ở 34, tại vì chúng ta tìm cái điểm 26. Rồi chúng ta di chuyển song song đó nha, di chuyển song song. Rồi. Ok, chừng 32.6 nè. Đó. Đó, chúng ta di chuyển song song nó sẽ dễ hơn ha. Ok. Đó, cái đó cũng là một cái khá là hay đến từ anh Thái Phạm, khi mà anh có share những cái kiến thức ở trên Facebook. Cảm ơn anh Thái nhé. Rồi, ok. 32.6 nha các bạn. Rồi 32.6 hết ốp phê. Thì khi các bạn mà sử dụng hết ốp phê với giá trị sai số là 7 thì các bạn phải đánh cú đánh ngọt ha. Rồi. Đó, thì rồi một trường hợp nữa, ví dụ cái lên một cái điểm trúng lớn hơn đó, ví dụ như trường hợp này để là 40 đi, 40 đi đó. Rồi trường hợp ví dụ thay vì mình đánh ngược như thế này thì mình đánh tới nó sẽ dễ dàng hơn các bạn. Đó, đánh tới nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ trường hợp 40 trúng, khi chúng ta sử dụng 2 ốp phê thì chúng ta sẽ chọn một cặp tia gan số 40 thôi. Đó. Rồi chắc có lẽ hơi xa một chút xíu thì các bạn cũng cố gắng giùm mình, tại cái góc quay nó có ở phía trên xuống và có từ đầu xa của mình quay lại, thì các bạn chú ý một chút xíu. Rồi chúng ta sẽ tìm một cặp tia phù hợp nha các bạn. Ví dụ như trường hợp này điểm trúng là 40, khi chúng ta sử dụng 2 phê không sai thì chúng tìm ra một cặp tia 40. Đó là ví dụ với góc bi này mình để đã chuẩn là 60-20 là chuẩn về 40 rồi nha các bạn. Đó. Thì các bạn cũng nhớ, ví dụ chứ lần trước cái bộ 50 mình có nói khi mà chúng ta đánh lên cái dục này thì phải sử dụng ốp phê nhiều hơn chứ không phải là 2 phê không nha. Mình có nói là từ 25 tới cái đoạn này là sẽ sử dụng 2 phê không sai, nhưng mà khi càng lên cao thì giá trị ốp phê nó giảm dần thì chúng ta phải bù cho nó là bằng cách tăng ốp phê lên. Với góc bi này thì chúng ta sử dụng 3 phê nha các bạn. Rồi 3 phê nha các bạn. Rồi bây giờ 60-20 là về 40 nha các bạn. Rồi 3 phê. Hình như thiếu một chút rồi, chạm không tới 20 rồi các bạn. Đó. Rồi để lại. Rồi lại nha các bạn. Rồi lại thiếu 20 nữa rồi. Để cho nó dậy. Ok. Đây, có vẻ hợp lý rồi đó, liếm chút. Ok đó, thì hai lần trước là mình thực hiện là mình chạm không tới được cái điểm chạm thì đương nhiên là nó phải trật. Ví dụ ở nhà khi mình hỗ trợ cho các bạn nó đã như vậy rồi, thì cái chuyện khi ra một cái trận đấu lớn, áp lực lớn thì các bạn đánh trật vẫn là bình thường. Vừa rồi á, là cái điểm chạm 2 phê, nhưng mà rồi, điểm chạm 3 phê, ví dụ như các bạn mà đánh nhiều phê hơn thì sao? Đó, thì chúng ta sẽ chạm lớn hơn nó một chút xíu, tại vì chúng ta đã tăng ốp phê.
tăng gấp hai, lớn hơn nó một chút xíu. Ví dụ giờ cái hành vi này chúng ta sẽ chạm cho khoảng 22, 23 nha các bạn. Tại vì khi mà gốc càng lên cao thì cái giá trị ốc hơi nó sẽ giảm dần lại nha các bạn. Rồi, chương trình ba con của bộ năm mới đến đây đã kết thúc.